Vâng, xin chào mừng toàn thể các bác nhé. Bên em lại tiếp tục cập bến những sản phẩm hot để các bác chơi đây. Những bác nào đam mê về những sản phẩm về âm thanh thì các bác lướt qua đây thì các bác biết là những sản phẩm gì rồi. Đó là Jaguar xịn nhá, Jaguar xịn này. Những sản phẩm này đây mới gọi là xịn, xịn của Hàn Quốc, của hàng bãi nhá. Hàng bãi tuyển đẹp, xuất sắc, cực đẹp luôn. Những bác nào mà đang sử dụng những chiếc âm ly vẫn hình thức kiểu dáng như thế này thì các bác hãy xem kỹ chi tiết thì xem cái của mình có phải là xịn hay là hàng fake. Và đây đi sâu về cái nội thất để các bác biết nhé. Nội thất máy móc khô đẹp, đẹp leng keng nhé. Đẹp, đẹp chưa các bác? Rất đẹp nhé. Dòng này các bác sử dụng ghép với những cặp loa B hay những cặp loa bow, nó đưa ra cái chất âm rất xịn hay, vừa nghe vừa hát, trưng bày thì nó sang trọng, quá đẹp nha các bác nhé. Jaguar 506L đời siêu siêu VIP. Các bác nào mà chơi những chiếc âm ly này mà chỉ biết là cái kiểu dáng của nó mà chưa biết đời của nó thì chắc chắn là các bác chưa đi sâu về những dòng 506. Đấy, đời 3 con 9 nha các bác nhé, đời tam hoa nhé. Đời tam hoa nó là một trong những đời quý nhất của 506. Ví dụ như 203 thì nó lại đời 97 cơ. Như 506 nó phải đời tam hoa. Đẹp chưa các bác? Rất rất đẹp nhé. Bên em cập bến trong lô hàng của em về thì được gần chục chiếc này. Như đơn vị vận chuyển thì cái lô đầu về thì về được kèm theo cả những chiếc âm ly xa xui này và những quả súp này. Thì phải cắt chuyến ra thì mới về được một ít thôi. Đấy. Và đây là những chiếc tiếp theo này, rất đẹp nha các bác nhá, rất rất đẹp. Đấy, các bác chiêm ngưỡng chưa, đẹp nhá. Con này cũng là đời 99 này. Bên em chỉ làm những đời VIP, đời VIP và những sản phẩm tuyển đấy. Đâu nhà số đây, bên em vừa xem rồi đây ạ. À, quá chất nhá, rất VIP và chất, đẹp nhá. Đời này thì chạy sà tô như các bác nhá, sà tô zin đét đèn đẹp này. Đét văn đẹp. Dòng này thì đây các bác nhìn này, vẫn còn bụi, vẫn còn ít mực nhện này. Đấy, nguyên bản nhé. Về chưa vệ sinh mà nó đẹp như thế này. Đấy, quý những chiếc vàng, vỉ vàng. Những chiếc vỉ vàng xịn này, nó xứng đáng mấy triệu vỉ vàng nhé. Một vỉ vàng này nó ngang với một chiếc vàng các bác mua bên ngoài nhé. Kinh khủng không? Chất lượng, cực kỳ chất lượng. Đẹp, quá quá đẹp. Đây, mời các bác chiêm ngưỡng những chiếc lắp. Hàng xịn họ chỉ sơn như thế này thôi nhé các bác nhé. Họ không sơn đen nhức ở bên trong đấy nhé. Đấy. Họ sơn kiểu phong cách của họ nhé. Đẹp, lên kèm. Và những sản phẩm này thì bên em có giá vào trên 20 nhé. Các bác có nhu cầu mua sắm về những sản phẩm xịn 506 này thì các bác cứ alo cho em nhé, qua hai số hotline này. Và bên em sẽ tiếp tục quay và tháo cái nội thất của dòng súp Amaha VK800 súp huyền thoại nhé. Bên em về được 3 quả vàng và
một quả đen. Đấy. Ở video sau thì bên em sẽ tháo về cái nội thất ra để các bác được chiêm ngưỡng. Thì các bác hãy chú ý đăng ký kênh và tiếp tục theo dõi những video của bên em nhé. Mời các bác chiêm ngưỡng về cái nội thất của SW800 của hãng Yamaha. Đẹp, đẹp chưa các bác? Bên em làm chung một video nó rất dài. Đợi video sau bên em sẽ quay luôn để các bác được chiêm ngưỡng nhé. Đấy, đây lại còn có cả quả 1000 này. Quả 1000 này. Đấy. Cực kỳ chất nhá. Và cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm theo dõi.